Kissing Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Xin kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong các bệnh về đường tiêu hóa thì viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa là những căn bệnh rất là phổ biến. Sở dĩ bệnh kéo dài, thậm chí là keo bệnh nhân cả đời là bởi không được điều trị dứt điểm, và nếu như có điều trị thì chỉ điều trị những triệu chứng mà thôi, chứ các bệnh nhân không quan tâm nhiều tới việc là cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Bởi vì nếu như mất đi sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng là rối loạn tiêu hóa và viêm đại tràng. Do đó, sử dụng men vi sinh là một trong những vấn đề rất là quan trọng để giải quyết triệt để những vấn đề, những căn bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Và với nội dung ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chuyên gia Lê Thị Hải. Xin kính chào chuyên gia. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Trước khi trò chuyện với chuyên gia Lê Thị Hải, chúng tôi xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Tôi tên là Hoa, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi bị viêm đại tràng co thắt mãn tính. Thực sự là nó rất là đau và nhiều khi nó đau mà cảm giác ăn đồ nạ nó đau bụng mà nó đi ngoài 5-6 lần một ngày ấy. Mà cái tình trạng đấy thì nó kéo dài rất là lâu mà nó cảm giác cho con người ta mệt mỏi ấy, và nó giảm cân rất là nhiều. Và tôi cũng rất là buồn và lo lắng, và tôi cũng có đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng có kê đơn thuốc uống, nhưng mà thực sự là uống thì tôi cũng sợ là nó có tác dụng phụ, không uống lâu dài được. Tôi cũng đã rất tìm hiểu rất là nhiều các chương trình, và nhân thể hôm nay, nhân đây thì tôi cũng hỏi các chuyên gia xem tư vấn cho tôi có cái phương pháp gì điều trị để chữa dứt điểm cái viêm đại tràng này không ạ? Thưa chuyên gia có thể cho quý vị khán giả biết là hậu quả như thế nào nếu như chúng ta để tình trạng viêm đại tràng cũng như là rối loạn tiêu hóa kéo dài ạ? Vâng, chúng ta được biết là cái bệnh viêm đại tràng hay tình trạng rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Cho nên cái ảnh hưởng đầu tiên ấy, mà đa số mọi người chúng ta đều phải mắc phải, đó chính là cái tình trạng về cái tình trạng sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng. Hầu hết những người mắc cái tình trạng này thì bao giờ cũng là thiếu cân, gầy yếu, xanh xao, thiếu máu, rồi thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Thế rồi là thiếu các cái vi chất dinh dưỡng thì dẫn đến cái hệ miễn dịch suy giảm, cho nên lại thường xuyên ốm đau bệnh tật. Đấy là cái mà trên thực tế tôi thấy là ai cũng thấy hiểu được cái điều này, khi mà chúng ta mà ăn uống mà không hấp thu được dinh dưỡng. Cái ảnh hưởng thứ hai là ngoài cái việc ảnh hưởng như thế thì nó cũng rất là bất tiện trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế nhưng mà một cái nguy hiểm nữa là lâu dài ấy, thì chúng ta được biết là cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính, cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, nhất là viêm đại tràng mãn tính, thì nó làm bào mòn các cái lớp nhung mao niêm mạc ruột của cơ thể. Cho nên là nhiều khi dẫn những cái tình trạng có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết tiêu hóa, rất xuất huyết đại tràng, viêm loét, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng thủng đại tràng. Và cái mà chúng ta lo lắng nhất ý, đó là cái tình trạng nếu như chúng ta mà không chữa dứt điểm đi và chúng ta không đi khám cẩn thận thì có thể là cái nguy cơ dẫn đến tình trạng ác tính, tức là nó phát triển thành những cái khối u và cuối cùng dẫn đến tình trạng ung thư đại tràng. Vâng, như những gì mà chuyên gia vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là biến chứng cũng như là cái hậu quả để lại của căn bệnh viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa thì rất là nghiêm trọng. Vậy thì chúng ta có những cái giải pháp như thế nào để ngăn ngừa cũng như là điều trị khi mà chúng ta mắc phải cái căn bệnh này ạ? Để chúng ta phòng ngừa cái tình trạng này thì đầu tiên đã nói đến các cái bệnh về đường tiêu hóa thì đầu tiên phải nói đến cái về vấn đề thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đầu tiên ấy, thì chúng ta cần phải lựa chọn cái thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn, tăng cường rau xanh hoa quả, ăn thực phẩm nhiều chất xơ. Cái thứ hai là khi chúng ta có những cái biểu hiện rối loạn tiêu hóa thì chúng ta phải đi khám sớm để chúng ta phải điều trị sớm và điều trị dứt điểm. Bởi vì nếu mà chúng ta không điều trị sớm và điều trị dứt điểm thì chính cái tình trạng viêm nhiễm lâu ngày lâu dài như vậy thì nó dẫn đến những cái tình trạng biến chứng như tôi đã nói ở trên. Thế cho nên là cái cốt lõi ở đây thì ngoài cái việc mà chúng ta điều trị cái triệu chứng những cái rối loạn tiêu hóa ra thì cái việc mà chúng ta giữ cho hệ tiêu hóa của chúng ta có một cái hệ vi sinh đường ruột cân bằng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta đều biết rằng là trong đại tràng của chúng ta ấy, thì cái đường ruột của chúng ta thì bao giờ người ta gọi là có một cái hệ vi sinh đường ruột đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khi mà nó làm mất cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột thì chính là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng rối loạn tiêu hóa đấy, rồi viêm đại tràng mãn tính cũng như tất cả những cái tình trạng mà chúng ta rất là hay gặp ở đây. Và để giúp cho ổn định cái hệ vi sinh đường ruột cũng như là giúp cho cơ thể của chúng ta có một cái hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh thì cái việc mà bổ sung thêm các lợi khuẩn
đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thế thì hiện nay thì nếu như nói về cái giải pháp mà chúng ta bổ sung cái men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc để giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột ấy, thì đây là một trong những cái giải pháp rất là hiệu quả để giúp chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính cũng như tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Bởi vì men vi sinh có những cái ưu điểm nổi trội như sau. Thứ nhất là nó chứa đủ hai thành phần, tức là cả lợi khuẩn, tức là các probiotic. Thứ hai là chất xơ hòa tan, là cái thức ăn để nuôi lợi khuẩn. Cái thứ hai là được sản xuất theo một công nghệ rất là tiên tiến và hiện đại, đó là công nghệ Lab 2 Pro, tức là cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Tức là cái con vi khuẩn nó được bao bọc bởi hai màng, cái màng ngoài là màng polysaccharide, nó chống cái tình trạng va đập nhiệt độ áp suất. Đấy. Cái thứ hai là cái màng polypeptide ở đây thì chính là nó là như một cái loại protein ấy, nó bao bọc cái con vi khuẩn đó. Thì chúng ta biết là cái đặc tính của protein khi dập cái dịch toan của dạ dày thì nó sẽ đông món lại, cho nên nó bao bọc bảo vệ con vi khuẩn này không bị tác dụng của dịch vị axit dạ dày và dịch mật, cho nên nó hoàn toàn có thể sống sót trong đường tiêu hóa. Và cái ưu điểm thứ ba của cái sản phẩm này đó là cái nguồn gốc cái lợi khuẩn này người ta lấy từ cái món ăn rất là quen thuộc của người Hàn Quốc, đó là như là món ăn kim chi. Nó xuất phát từ cái nguồn gốc thiên nhiên như vậy, cho nên là nó hoàn toàn lành tính, an toàn và có thể sử dụng được cả cho trẻ sơ sinh cũng như là người già, người cao tuổi, mà hoặc sử dụng lâu dài cũng không có gây bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Thế và một cái điều nữa ở đây là cái men vi sinh này thì thứ nhất là được cấp giấy phép của Bộ Y tế. Đấy, được lưu hành các sản phẩm của y tế. Và thứ hai là mùi vị của nó rất là thơm, ngon, dễ uống. Thế cho tôi nghĩ là đây là một trong những sản phẩm mà nó đạt được cái hiệu quả rất là cao, là cái giải pháp tối ưu cho việc ngăn ngừa cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính cũng như là cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Và thưa chuyên gia, vậy thì chúng ta sử dụng men vi sinh kim chi Hàn Quốc như thế nào cho hiệu quả? Thì khi mà chúng ta bổ sung men vi sinh thì đầu tiên là chúng ta bổ sung những cái vi khuẩn sống. Thế cho nên đầu tiên là về uống ấy, thì thứ nhất là các bạn phải uống nước, là chúng ta dùng nước ấm để uống thôi. Chứ còn nếu nhiệt độ cao quá thì nó cũng có thể làm giết chết những con vi khuẩn này, cho nên là cái tác dụng hiệu quả nó cũng không đạt được tiêu chuẩn nữa. Cái thứ hai nữa là chúng ta dùng, và ở đây là chúng ta phải dùng thường xuyên. Và cái liều dùng chúng ta cũng phải dùng cái liều nó đủ. Ví dụ như là đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh thì chúng ta có thể dùng 1-2 gói một ngày. Nhưng mà trẻ bắt đầu từ 2-3 tuổi trở lên, mà nhất là gặp cái tình trạng táo bón thì chúng ta có thể dùng đến 3-4 gói trong một ngày. Thế còn đối với người lớn, người nhất là những người mà đang gặp cái tình trạng rối loạn tiêu hóa rất là trầm trọng hơn ấy, ví dụ đi loài nhiều lần này, phân lỏng này, phân táo này, hay đi rất là nhiều lần ấy, thì chúng ta dùng cái đợt tấn công là chúng ta cũng phải dùng 4 gói một ngày chia 2 lần, dùng trong khoảng 1 tháng. Thế sau đó khi cái tình trạng rối loạn tiêu hóa nó giảm bớt đi thì các bạn có thể giảm liều xuống, chúng ta dùng 2 gói một ngày và có thể dùng lâu dài và dùng thường xuyên hơn. Đấy, thì đấy là những cái điều lưu ý mà chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này. Khi mà các bạn dùng được cái liều dùng thường xuyên kéo dài như vậy thì hoàn toàn là có thể giúp cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột. Và đây chính là cái giải pháp mà giúp chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính cũng như là cái tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab là giải pháp hiệu quả cho người bị rối loạn tiêu hóa nhờ chứa thành phần là các probiotics vi khuẩn có lợi và prebiotics chất xơ hòa tan, được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, được sản xuất theo công nghệ hiện đại Lab 2 Pro, giúp bảo vệ vi khuẩn có lợi sống sót vào tới tận ruột. Golden Lab dùng tốt trong các trường hợp người bị táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt khi bị rối loạn tiêu hóa, người bị tiêu chảy khi uống sữa, hỗ trợ giảm nguy cơ mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nên sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Nếu như quý vị và các bạn có thắc mắc thì hãy gọi điện tới tổng đài của chúng tôi, đó là số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sốngkhoeacong.bacsitivan.vn hoặc chi tiết hơn hãy tham khảo tại website bacsitivan.vn. Đến đây, cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Sau thời gian mà được bác sĩ chuyên gia tư vấn ý, thì tôi cũng đã kiên trì sử dụng men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc. Sau khi sử dụng cái sản phẩm này được gần một tháng ý, thì cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính hoặc là co thắt của tôi thì nó giảm hẳn rất là nhiều, và cái cơn co thắt đau ấy thì nó không còn nữa. Và cái tình trạng ăn uống này, ăn đồ nạ hoặc ăn đồ tanh hoặc là ăn nhiều chất đạm nó cũng không còn đau nữa. Và cái cải thiện cái cân nặng và cái sức khỏe của tôi rất là nhiều so với trước đây ấy. Đặc biệt men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc không có tác dụng phụ, thế nên mình uống có thể uống lâu dài được và nó không biến chứng gì cả, mình an tâm khi sử dụng nó. Men vi sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.